Vâng, kính chào quý vị cô chú. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại đường DH830 ha, 830 cũ nha. Và bây giờ thì nó đổi thành đường DH19 ha quý anh chị. Thì ở đây là trước mặt quý anh chị là đường Dương Thị Ngọc Hoa ha, thuộc ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Đây. Và đây là ấp Thuận Nam nha. Thì để Tâm xin review về cái đường ha. Cái phía bên tay phải của Tâm á là về ngã tư Nhật. Tầm khoảng 200m nha quý anh chị. Và khi ra ngã tư chợ Chạm á thì mình rẽ phải thì mình về thị trấn Cần Đước ha. Còn mình rẽ trái thì mình về thị trấn Cần Giuộc. Thẳng luôn thì mình về cảng Tân Tập ha. Và cái phía bên tay trái của Tâm á thì mình về chợ Kiến chợ Đào hoang tầm khoảng là 2.5 km nữa ha. Thì bây giờ thì và từ đây mà về Sài Gòn á là tầm khoảng là 45 phút xe máy nha quý anh chị. Bây giờ thì quý anh chị cô chú hãy theo chân Tâm vào xem đất ha. Đường này là đường Dương Thị Ngọc Hoa nha quý anh chị. Từ đây mà vào đất thì mình thì tầm khoảng 250m ha. Đây dân cư rất là đông. Quý anh chị xem tin mà cảm thấy hay và hữu ích á thì cho Tâm xin một like, một đăng ký ha. Có tinh thần làm những clip tiếp theo hay hơn cho quý anh chị tham khảo hơn. Đất của mình thì nó không bị dính quy hoạch một cái dự án nào hết nha quý anh chị. Xung quanh thì dân cư rất là đông luôn. Đây tới cái ngã ba này thì mình rẽ phải ha. Đất mình thì sẽ hơi vô 4 chỗ 7 chỗ là vô tới nơi luôn nha. Hai bên nhà cửa san sát nhau. Nhà cửa đây rất là đông đúc luôn hai bên. Đây tới cái ngã ba này thì mình rẽ phải vào đất ha. Này đường hiện tại trước đất là đường đá xanh 3m nha quý chị. Đây đất mình nè. Để giúp review cho quý anh chị xem ha. Đây, chủ đang đổ cát nè. Các đường xe hơi vô tới đất ha. Đây, còn cái đường này thì làm cái đường nội bộ vô ha. Cái đường này đang đổ đá xanh nè. Để tôi xe quay một vòng xung quanh cho quý anh chị xem ha. Đây. Ở đây thì nhà cửa sát bên luôn, tôi đang nuôi gà nè. Đây, nhà cửa rất là đông luôn. Cái đường phía ngoài kia đó là hồi nãy Tâm đứng ngoài Tâm quay Tâm chạy vô đó, từ đó vào đây phải tầm khoảng 250m ha. Đây đất mình nằm đây ha, khuôn vức ha. Thì đất mình có diện tích là ngang 20 và dài 24m nha quý anh chị. Tổng diện tích là 496m, đất lúa sổ hồng riêng nha. Thì miếng đất mình tới đâu thì Tâm review cho quý anh chị xem ha. Thì đất của mình là từ miếng cái cọc này nè, từ miếng cọc này thẳng dài dưới luôn, thẳng dài tới cái mí mà hết đổ đá luôn ha. Bo vào đây đó, lên đây nói chung là có ranh giới hẳn hoi hết ha. Lên đây tới đây đó. Thì tổng diện tích là 496m và chủ đưa ra cái giá là 680 triệu của anh chị. Thì đất mình thì nó trong đây thì dân cư rất là đông luôn nè.
thì mình có thể là mình xây nhà vườn mình ở nè, hay là mình xây cái nhà chăn nuôi đó, mình có thể nuôi gà giống như bên đây ha, rất là ok luôn. Và cái giá đất này thì rẻ nhất hiện nay ở đây luôn, tại vì tính ra thì 680 triệu mà 500 mét á thì có 1,2 triệu một mét đường xe hơi thôi ha. Đây, sát bên thì dân cư rất là đông đúc luôn, nhà cửa rất là nhiều ha, khu an ninh nữa, và đất sạch không có màu mã nữa. Đây là đường, bên đây là đường 2,5 mét nha quý anh chị, đường 2,5 mét, và cái đường trên đây là đường 3 mét thưa đất mình ha. Thì để tôi nói về cái ưu điểm của miếng đất này ha, cái miếng đất này mình có thể là mình san lấp cao ráo lên, thứ nhất á là mình chăn nuôi, thứ hai là mình làm nhà vườn ha, và thứ ba nữa là mình san lấp cao ráo lên để mình là mình phân lô tách thửa ha. Thì cái chiều này là cái chiều mặt tiền nè đó, mình có thể mình xây qua đây, mình cắt từ đây mà xuống dưới cái mí đó là tầm khoảng 24 mét, thì mình có thể cắt ra được 5 lô không quý chị, 5 lô ngang 5 dài 20 ha, rất là ok, rất là thuận lợi luôn, và đảm bảo là mua đất này là sẽ lời nếu mà biết cách đầu tư nha. Thì bây giờ thì em xin nhắc lại về cái diện tích, về cái giá ha quý chị. Thì tổng diện tích là 496 mét, ngang 20 và dài 24 nha, ngang 20 và dài 24 nha, và chủ gửi với cái giá là 680 triệu ha. Ngang hông thì người ta cũng đang nuôi gà nè, nuôi gà rất là nhiều luôn. Thì cái mô hình này rất là hợp lý ha, khi mà mình mua đất này về thì mình có thể là mình xây nhà vườn, hoặc là mình lên nền xong rồi mình làm một cái nhà nhỏ nhỏ ha, mình rào kẽm bể mưa lại chứ mình nuôi gà giống như bên đây, thì rất là đầu tư, rất là sinh lợi ha. Và quý anh chị xem video của Tâm cảm thấy hay hữu ích đó, cho Tâm xin một like và một đăng ký nha, để tinh thần làm những clip tiếp theo hay hơn. Và khi đăng ký quý anh chị thấy nhìn cái chuông á, thì quý anh chị nhấn vào cái chuông nha, để nhận tất cả video khi mà Tâm đăng một cái video lên á, thì quý anh chị sẽ được nhận sớm nhất và tham khảo trước nhất ha. Và bây giờ thì Tâm xin kết thúc video tại đây, mọi chi tiết thắc mắc thì quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của Tâm ở dưới màn hình á, góc phải nha, góc phải màn hình nha, và cái số đó là số Zalo luôn, thì quý anh chị có thể là kết bạn Zalo Tâm, Tâm sẽ gửi sổ cho quý anh chị xem. Thì bây giờ thì Tâm xin kết thúc video và hẹn quý anh chị cô chú vào những video tiếp theo ha.